Cách đây một tháng, ông Nông Văn Pòng ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk phát hiện bị mất 85 triệu đồng để trong túi sách của phòng ngủ nhà mình. Dù có nghi ngờ, nhưng khi nhận tin báo từ công an sau thời gian điều tra, ông mới tá hỏa kẻ trộm là đứa cháu ruột. Đó là Chu Văn Thư, 24 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ. Thư ra tay trong lần ghé thăm cậu sau khi mãn hạn tù cũng về tội trộm cắp tài sản.